Tin mừng theo Thánh Gioan. Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Đường Giê-xu. Trong bài Con đường Giê-xu của nhóm Lửa Hồng có viết: giữa cuộc đời trăm vạn nẻo đường, xin chọn con đường yêu thương. Đường yêu thương cho ta gặp nhau, cùng chung hướng đến an vui. Cuộc sống có nhiều nẻo đường, tuy nhiên, để có được con đường dẫn đến sự sống, con người phải biết phán đoán và chọn lựa đúng đắn. Con đường, sự thật, sự sống có mối liên hệ chặt chẽ trong đời sống người Kitô hữu. Và đến được với Chúa Cha, không còn đường nào khác tốt cho bằng đường Giê-xu. Con đường chân lý, con đường yêu thương. Chỉ chọn và đi con đường Giê-xu, chúng ta mới đảm bảo được sự sống viên mãn. Thực tế, nhiều người trong xã hội hôm nay đang chìm trong đau khổ, u mê và sai lầm. Giác quan bị lôi cuốn trước những phù hoa. Con người phải vật lộn trong vòng xoáy. Chọn điều này hay điều kia. Con người điên đảo, lạc hướng và ngã vào hướng đường của thụ tạo. Trong khi đó, con đường Giê-xu, con đường đem lại sự sống đời đời, nhiều lúc chúng ta lại gạt bỏ sang một bên. Lạy Chúa, xin cho con biết nhận ra con đường đích thực, con đường của chân lý và của tình yêu. Amen.